nay sẽ có nhiều gương mặt trẻ trung được quý vị yêu thích tham gia chương trình. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ dùng trí thông minh của mình tìm ra sự thật như thế nào. Hôm nay là tất cả là bạn trẻ hết anh ơi. Trẻ hết. Lần đầu tiên thì Harry sẽ xin giới thiệu một người rapper, Lan Eldy. Xin mời. Tâm thân anh bột bèo nhưng em đã làm mất việc tỷ lệ ấy, giá tăng hơn cả giá nhà đất. Dù bộ dạng anh ra tiền cũng ăn mặc xịn quá, chỉ số một quả tim vàng để cho em định giá nè em ơi. Đừng mê Hàn Quốc mà thôi, vì ra Việt Nam mới là hàng hiếm như sừng tay giác nghe vôi. Miệt vườn đơn sơ em đừng vào chê mà tội, vừa là thằng mội kim chủ nhà sau này em làm bà nội. Lãng mà muốn chết. Trời ơi, Harry mà nghe người đọc rap quá. Quá. Bạn có thể tự giới thiệu cho quý vị khán giả bản thân mình được không? Xin chào tất cả mọi người ở trường quay, chào anh Trường Giang và chị Harry Won. Thì em là Lăng LD, em làm rapper và đến từ Wow Chain. Mọi người vô ủng hộ cho mình nha. Trời ơi, nói chuyện bình thường cũng dính rap rap ở trong đó hả? Quen nhịp rồi. Quen nhịp rồi. Em đã quen nhịp rồi thì em tới chương trình này với ý đồ gì đây? Dạ, em tới đây để... em kiếm tiền. Chắc chắn là không có tiền gì đâu em ơi. Không có tiền gì đâu em ơi. Và bây giờ sẽ là mời người tiếp theo, Liên Bỉnh Phát, Anh Tim và Nhung Kumiho. Mọi người có thể chào quý vị khán giả được không ạ? Thôi nhưng lúc nãy á là em với lại anh Phát định ra nhảy tưng 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 rồi đó. Nhưng mà không hiểu sao mình lại ra một cách trầm lặng vậy luôn. Chào mọi người, em là Nhung Kumiho. Dạ hết. À vậy thôi. Mình tên là Liên Bỉnh Phát. Ok, chào mọi người, mình là Tim. Ồ. Cái đội này có vẻ vui ha. Nói chung là em chỉ biết cái điều này, bốn người đều chưa có kinh nghiệm chơi siêu bất ngờ. À, bốn người mới, vậy thì còn một người nữa là cũ. Vâng. Nhân vật đó sẽ là Trương Mỹ Nhân, xin mời. Không, để đứng xa xa anh Giang ra. Không sao, cả thế giới biết anh lùn rồi. Đứng xa anh Giang, đứng kế anh cũng vậy à. Rồi, Trương Mỹ Nhân thân mến, đây là lần thứ hai quay lại với chương trình. Thì trong năm người ở đây thì bạn là người có kinh nghiệm nhiều nhất. Thường những người quay lại với chương trình của chúng tôi thì thua là chắc chắn. Vậy là mới là ăn phải không anh? Ăn bột á. Ăn bột quá. Lần trước thì em đã có tham gia rồi và em ăn bột từ đầu đến cuối chương trình. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà được cái là cái thời điểm đó cái gì khán giả rất là yêu thương mến, phải không? Yêu thương mến là sao ta? Tại vì ăn bột nhiều quá thấy thương á. Yêu mến hay là yêu thương mến là sao? Yêu thương và yêu mến. À. Dạ vâng ạ. Rồi mời những bạn người chơi yêu thương mến vào cái ghế yêu thương mến đi. Xin mời. Ngày hôm nay là nam nữ đều ha. Dạ, mà đẹp. Hay. Phát cười chắc khoái bột hả phát? À, em sẽ nghe xem. Là một người mới chưa kinh nghiệm cho nên là em sẽ theo cái sự hướng dẫn của anh chị Giang với lại là Harry. Của anh chị Giang với lại là Harry. Anh chị Giang và Harry. Bé dùng từ hay ha. Tại chưa hiểu đó. Tại chưa hiểu đó hả? Mình cảm thấy đúng thì mình quay, không thích, không hợp lý, không quay. Đúng rồi. Sống là phải đặt niềm tin vô nhân loại mà. Mời tất cả chuẩn bị chào đón những người mang đến đau khổ cho các bạn. Những chàng trai lực lưỡng của chương trình. Xin mời. Xin mời. Dài quá. Đây là những người tập tạ chỉ để giữ bột trên tay và tặng cho các bạn. Mời các bạn vào bên trong chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Và bây giờ mời các bạn quay lưng lại với sân khấu. Bây giờ là vòng đầu tiên. Chúng ta sẽ gọi là giúp. Đúng giúp rồi. Giúp để có một cái gọi là phần quà nhỏ. Cái gì? Đầu xuôi cái gì? Đầu xuôi là ở giữa lọt. Dạ, ở giữa lọt đó gì đó. Xin chào. Xin chào bạn. Đây là người phụ nữ có khả năng cưa đục đẽo các chai lọ và sau đó biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Chị tên là gì? À, mình tên là Nguyễn Diệu Thúy. Nguyễn Diệu Thúy đến từ Hà Nội. Không mà cái này đẹp quá chị ơi, đẹp lắm luôn á.
chai này có lúc thì chỉ cưa, có lúc thì chỉ đục, rồi chỉ vẽ, rồi chỉ theo, rồi chỉ đổ nước, chỉ làm các kiểu. Em nhất là em thích cái này quá. Nó giống như là nó muốn nó có một cái tượng trưng cho gia đình hạnh phúc. Đây là một concept gọi là full house. Dạ. Mời các bạn người chơi hỏi. Ủa chị ơi, cho em hỏi là chị làm này lâu chưa hả chị? Mình làm được 5 năm rồi. Chị tự gọt, chị tự đẽo luôn hả? Chồng mình gọt, còn mình chỉ vẽ thôi. À. Chị ơi, cho em hỏi là cái nguyên liệu, cái chai lọ mà chị làm là cái gì vậy ạ? Nó là chai rượu, chai những chai tất cả những chai về thủy tinh. Nhưng mà cái này là chị học hay là sao vậy chị? Thấy người ta làm thì mình cũng bắt chước làm. Tức là mình cũng đam mê đúng không chị? Đúng rồi. Thường thì chị làm ra những cái hình nghệ thuật nào vậy ạ? Thường thì chồng mình cắt tạo hình để làm lọ hoa, đồ vật trang trí, còn mình sẽ vẽ lên. Nghe giọng của chị rất là thật thà luôn. Chính xác, giọng rất là chân thật. Thật thà lắm. Sản phẩm của chị là làm bao lâu ạ? Nó tùy thuộc vào sản phẩm, có sản phẩm thì làm nhanh, có sản phẩm làm mất nhiều thời gian. Đây là một cái tác phẩm cho các bạn xem, đơn giản không? Em hỏi anh cái được anh Giang? Dạ hỏi đi anh ơi. Như vậy thì cho phát hỏi là cái tác phẩm nghệ thuật mà chị làm á, nó là mô hình hay là một cái sản phẩm hay là một cái bức tranh từ những cái... À đây. Một trong số đó. Nhưng mà có nghĩa là chị là người, lúc nãy anh Giang nói chị là người tạo ra cái tác phẩm này từ những cái nguyên liệu, đó là những cái vỏ chai. Thì là chị sẽ là người làm ra hay là người vẽ lên này thôi? Cái chai này là chị có thể đi mua, sau đó chồng sẽ tạo hình đầu tiên bằng cách cưa đục đẽo, sau đó chị là người làm lại lần thứ hai bằng cách vẽ hoặc là gắn cái gì đó lên, ví dụ vậy. À, chị cho em hỏi là vậy là chị là hoa sĩ hay là như nào? Mình cũng liên quan đến vẽ. À, ngoài việc chị vẽ lên những cái chai lọ này thì chị còn có thể vẽ lên đâu được nữa? Tất cả mọi chất liệu, ở đâu vẽ được thì mình sẽ vẽ. À ok chị. Chị ơi, cho em hỏi là cái màu chị vẽ là dùng màu gì vậy? Vẽ trên thủy tinh thì sẽ dùng màu thủy tinh. Mấy cái này chị làm xong chị có bán không? Có bán. À, cho hỏi ai sẽ là người mua của chị ạ? À? Khách hàng. Dạ cảm ơn anh. Mời tất cả đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Đằng sau lưng các bạn bây giờ là tinh bột đang rình rập. Và quan trọng không phải chúng ta quay lại để đúng hay là sai, cả gia đình đang dòm chúng ta, khán giả đang nhìn chúng ta, họ sẽ quay lưng nếu chúng ta sai. Bây giờ để tạo niềm tin cho các bạn, chúng tôi sẽ cho nghệ nhân làm thử ngay bây giờ. Xin mời. Đó. Cảm ơn chị. Cô làm gì lẹ vậy? Cảm ơn chị. Đây là bức tranh trừu tượng. Thì bây giờ anh Giang giải thích đi. Đây là bức tranh trừu tượng có tên là Không Lối Thoát. Bước vào đây chúng ta sẽ biết thế giới là gì, không ai biết cả. Rồi không biết đi về đâu. Mỗi cuộc sống là một màu sắc, nhưng gom lại tôi không biết là màu gì. Những người chơi có muốn thấy hay là không, tôi thiết nghĩ đừng nên xem bức tranh này, vì nếu xem các bạn sẽ hoang mang tột độ. Ok, em đang rất là tin luôn á anh Giang, xong tự nhiên nghe anh nói xong cái là em hết tin luôn á. Đừng tin anh, hãy tin vào chính mình. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1. Vách ngăn đang chạy. Và bây giờ đằng sau quay, nếu thích thì quay, không thích thì không quay. Hai người quay lại team và rapper. Đây là thật hay giả? Vì sao Liên Bình Phát không quay lại? À, tại vì em lắng nghe chị trả lời thì thấy là chưa có tự tin lắm. Phát ơi, em đến với chương trình bằng sự hoài nghi quá lớn. Mỹ Nhân, dạ? Người có kinh nghiệm, tại sao không quay lại? À, chính vì em có kinh nghiệm rồi đó, cho nên em cũng không thể nào mà tin cái chương trình này mà đem ra những cái mà cái chai mà dễ dàng. Tức như vậy được. Tức là có cái chứng cứ đầy đủ hết thì dạ, em sẽ không rồi. Không có tin, càng dạ, không tin phải không? Với lại một phần nữa là khi mà anh Giang nói là kêu mà cô làm thử á, mà làm nhanh như vậy, và trong khi đó cô nói là cái việc mà đục đẽo này kia là do chồng cô làm, mà ôi, tới đây chỉ bé làm là vẽ nhanh như vậy thôi thì em không tin. Dạ. Đúng là người có kinh nghiệm thì khác anh Tim, tại sao quay lại? Tại vì khi mà anh nghe cô nói là vẽ trên thủy tinh bằng màu thủy tinh là anh khẳng định là cô cũng là người vẽ. À. Tại anh cũng là người vẽ. À. Người biết vẽ. À. À. Dạ. Còn Nhung,
Em ơi, chị đã người cầm bột đứng phía sau chờ đợi em, tại sao em không quay lại? Thì giữa hoài nghi với tin đó thì hoài nghi của em nhiều hơn là em không quay lại thôi. Nếu như hai người quay lại đúng, mỗi người mang về 2.500.000 đồng. Và những người không quay lại nếu đúng thì mang về 1.660.000 đồng. Khoan xí xí cho em ít giây rồi. Cô ơi, cô có lừa con không? Không lẽ cô trả lời cho em bây giờ? Hên xui. Để em chuẩn bị tư thế con đón tuyết nè. Đừng chuẩn bị gì hết. Ôi thằng bé phái tiếc vậy. Hãy chấp nhận. Hai người quay lại, mỗi người 2.500.000 đồng. Chỉ những người quay lại mới được biết diễn biến trên sân khấu. Đúng rồi. Những người không quay lại làm ơn xem TV vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn. Chúc mừng chị Nhung nha. Bây giờ chị hãy giới thiệu thật lòng, chị là ai, công việc là gì, đến từ đâu? Mình là Nguyễn Diệu Thúy, mình đến từ Hà Nội. Công việc của mình là thiết kế đồ họa và vẽ trên chai thủy tinh. Trời đất ơi, cái giọng nói nó chân thật mà 108% luôn. Mà Liên Vĩnh Phát và Trương Mỹ Nhân đến đây không biết vì điều gì, chắc vì tiền nên nghi ngờ tất cả mọi thứ. Bây giờ chị biểu diễn cho mọi người xem, được không ạ? Không được xem. Được ạ. Vỗ tay. Mời chị. Trước khi vẽ là mình phát họa trên tờ giấy xong mình nhét vào đó hả? Dạ, đúng rồi ạ. Đó. Thường là vẽ trên thủy tinh nó rất là trơn, với cả mình định hình nó khó. Thường là mình sẽ vẽ phác họa trên giấy trước, xong rồi mình cho vào trong cái chai và bắt đầu mình vẽ. Ồ, xin mời chị. Cái cách này em thấy rất là thông minh. À, thế thì bây giờ mình vẽ cái đầu tiên là cũng bằng bút lông thôi, sau đó mình mới vẽ bằng sơn đúng không chị? Đầu tiên là mình vẽ nét cho nó để định hình. Sau đó vì cái màu thủy tinh là màu trơn và nó sẽ chảy, thì có cái nét này nó sẽ chặn những cái nét lại. Đúng rồi. Hay quá chị nhỉ. Mà chị ơi, đôi khi thì mình vẽ sai thì lúc đó lấy cái gì xóa chị? Khi mà nó chưa khô thì mình dùng giấy khăn lau bình thường là có thể xóa được. Liên Hoa nhỉ? Đúng rồi ạ. Biết Liên Hoa không? Liên Hoa là Liên Hoa. Liên Hoa là hoa sen đấy. Hoa sen, à, dần cuộn. Cái này đẹp quá à. Thích không? Em thích. Không cho được. Chị ơi, sau nãy chị nói một tác phẩm làm tới 5-6 tiếng rồi, sao giờ có thể làm? Tùy cái em ạ. Nó tùy tác phẩm. Tại vì những người mà không quay lại đó chị, người ta chả biết gì. Hồi nãy kỹ lưỡng như vậy là mình đã quay lại rồi. Nhưng mà tại sao mình lại hoài nghi một cái giọng nói rất là thật thà như thế này? Thật sự. Không có giọng mình thật thà quá, mình lại thật sợ. Thật thà. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Sau khi mình vẽ nét xong rồi thì chờ khô khoảng tầm 5-10 phút, nét khô thì bắt đầu mình dùng các cái màu trong để mình vẽ. Cái này á là làm son như vậy xong nó chắc chắn không có bị bôi hả chị? Thường thì vì là cái sản phẩm này mình vẽ trang trí, mình để sử dụng trang trí thôi à. Thì nó cũng sẽ, vì là màu vẽ thủy tinh rồi nó sẽ không bong. Nhưng mà mình hạn chế là dùng những cái dao sắc vật nhọn để cậy thì nó sẽ rất là bền. Bao lâu chị? Dùng được bao lâu ạ? Nghĩa là nếu như mình không, mình sử dụng, mình rửa nước bình thường thì mình làm cái này hơn 5 năm rồi thì vẫn thấy nó chưa hỏng. Tức là mình rửa nước bình thường vẫn ok chị hả? Vâng ạ. Đáng lẽ là mình phải quay lại, dù đúng dù sai mình cũng nên quay lại. Chứ ngồi mà quay mặt như thế này thật sự còn tức kinh khủng hơn là không được tiền nữa. Ấm ức lắm không chị? Ấm ức thật sự. Chị ơi, nhưng mà cái này, cái ý tưởng làm cái này là chồng chị đưa ra ý kiến trước hay là chị đưa ra ý kiến trước vậy chị? À, chồng mình cắt trước. Dạ. Khi mà cắt tạo hình một cái chai, khi mà anh ấy có cái máy cắt ý, anh ấy thấy cái chai ở trên mạng người ta cắt tạo hình rất là đẹp thì cũng thử cắt thử. Sau đó thì mình mới vẽ trang trí lên chai thủy tinh. Bây giờ là đang vẽ cái hoa nhé. Xong bắt đầu tới cành lá. Ngoài cái này á chị, là chị có thể vẽ lên cái kiến nhà không chị? Có, mình có vẽ cửa kính cho các nhà hàng ấy. Yeah. Em thấy mấy cái đó nó rất là đẹp.
Đây là tác phẩm sau khi chị hoàn thành. Đẹp quá. Wow. Đây, hoa sen. Rồi, cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vẽ rất đẹp, rất hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ.